Sầu riêng là loại trái cây, vua của các loại quả, không chỉ nổi tiếng bởi hương vị đặc biệt mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. Tuy nhiên, thối trái và tháng thư luôn là nỗi ám ảnh của người trồng sầu riêng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng trái. Vậy, làm thế nào để bảo vệ vườn sầu riêng khỏi những căn bệnh này? Hãy để Galegon 71WP ATT là giải pháp đặc trị thối trái, tháng thư giúp cho bà con giữ vững mùa vụ bội thu và những trái sầu riêng hoàn hảo. Sản phẩm này kết hợp ba hoạt chất mạnh mẽ: Kasugamycin chiếm 20g trên ký, Ningnamycin chiếm 50.9g trên ký và Polyoxin B chiếm 0.1g trên ký, giúp diệt trừ nấm gây bệnh từ gốc và bảo vệ cây trồng toàn diện. Galegon 71WP còn có công dụng đặc trị bệnh cháy bì lá, vàng lá do nấm, lem lép hạt, lép đen, lép vàng trên lúa, sương mai, cháy chỉ mì, thối quả, chạy dây, cháy bì lá, bạc lá, héo rũ tái xanh, đốm nâu, thối bẹ, ghẻ sẹo, khô bông, trên cam, quýt, bưởi, xoài, thanh long, mít, mãng cầu, chôm chôm, vải, nho, bơ, nhãn, cà phê, điều, dưa hấu, ớt, hành tỏi, cà chua, bắp cải, cải xanh, bầu bí, dưa leo. Đối tượng đăng ký, lem lép hạt lúa, tháng thư vải. Về cách sử dụng vô cùng đơn giản và tiện lợi, lúa, rau màu, thanh long, pha 20g trên bình 25 lít, cây ăn trái, cây công nghiệp, pha 100g trên phi 200 lít, lượng nước phun từ 400 đến 600 lít nước trên ha, phun khi bệnh chớm xuất hiện. Thời gian cách ly là 7 ngày, bà con muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn. Xin chào và tạm biệt bà con ạ.